Đây là các loại chum sành 30 lít. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả quý khách hàng, cô chú anh chị những cái mẫu chum sành thông dụng 30 lít để ngâm rượu, đựng nước và đựng gạo. Đây là cái mẫu chum sành chống đồng. Và cái mẫu này là của Bát Tràng, được sản xuất tại cơ sở Bát Tràng. Đây là mẫu chống đồng 30 lít. Cái này là để thường là dùng để ngâm rượu bạn, và cũng có thể đựng nước nhưng mà chủ yếu là ngâm rượu. Độ dày của cái chum này, độ dày nó tầm khoảng 1 cm. Đây là chum sành tài lộc. Cái chum này cũng 30 lít. Chum này dùng để ngâm thảo dược và ngâm cánh tây, ngâm sâm, ngâm thuốc bắc. Chum này khá dày dặn, được làm từ đất sét tại sông Hồng, Hà Nội. Chum này được sản xuất tại khu vực Bát Tràng, Hà Nội nhé. Ngoài ra còn mình còn giới thiệu thêm, đây là cái hũ sành này để đựng gạo, đựng nước 30 lít. Đây là cái hũ sành tài lộc, cũng dùng để đựng gạo, đựng nước. Ngoài ra có thể là ngâm rượu, thảo dược đều được hết. Thì cái sành chứ là một trong những nguyên liệu rất tốt để mà khi mà mình ngâm rượu, nó có tác dụng hút các cái chất độc anhydride trong rượu, làm rượu lành tính và không gây hại cho cơ thể. Các bạn có thể là liên hệ với mình đặt mua hàng tại đây. Các bạn có thể liên hệ bên mình là đặt mua hàng tại Trăm Bến Quốc Thái, số điện thoại 0928400400 để đặt hàng. Thì bên mình có các loại bình thủy tinh ngâm rượu và sành sứ, các loại đồ ngâm rượu. Xin chào tất cả mọi người.